Xin chào tất cả quý vị đã gặp lại Bi Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của Bi thì quý vị nhớ nha, quý vị nhanh tay đăng ký vào, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nha quý vị. Hôm nay Bi sẽ cho quý vị thưởng thức cái cặp loa, nói chung là cặp loa bé xinh xinh như thế này, nhưng mà chất âm của nó không hề bé, chất âm của nó rất là lớn, rất là người lớn quý vị ạ. Và rất là ngọt ngào êm ái được quý vị ơi. Và cặp loa này là cặp loa JBL với model là Studio Monitor 4408. Và đây là cái hai cái lưới của nó. Cái lưới của nó có màu xanh covan nha quý vị. Bây giờ mình sẽ tháo lưới ra để quý vị nhìn trong cái loa, để quý vị thấy cái loa thùng gỗ lạng rất là đẹp luôn. Đây, dòng Studio Monitor 4408 này nó chuộn hơn cái dòng 4408A. Dòng 4408A thì nó không phải là gỗ lạc và nó không có cái đúng chỉnh dãy cao lên đây quý vị ạ. Còn dòng 4408 này thì có chỉnh dãy cao và nó có lỗ thông hơi ở đó bên dưới đó như quý vị. Và quý vị thấy nó có hai loa, hai đường tiếng, một loa bass 20 và một loa jack titanium. Jack này quý vị nhìn thấy trong những dòng 4412 hay là L3, L5, L7 nó đều sử dụng cái dòng jack này quý vị ạ. Bây giờ Bi sẽ đo nha. Bi đo kích thước của cái model này như thế nào. Nó có chiều cao là 44, chiều rộng là 30,5 và chiều sâu là 28,5 nha quý vị. Cặp loa này nó có trở kháng là 89 dB, công suất của nó là 100W tối đa trên một loa. Và cái loa này cũng rất là nặng, nhìn nó nhỏ vậy thôi, đến nặng 12 kg trên một thùng quý vị ạ. Trở kháng của nó là 8 ohm. Và đây là dòng Mỹ nòi, dòng được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Bây đang quay ra phía sau cho quý vị nhìn. Đây, chạm gắn loa của nó đây quý vị ạ. Cặp này mà nghe nhạc phối với cái dòng Luxman hoặc Hartmann Ca Đông thì quá là ok, quá ư là tuyệt vời quý vị ạ. Đi qua một vòng và sau đó là Bi đến nhạc. Và cặp loa JBL 4408 Studio Monitor này bị bán mức giá là 9 triệu đồng. Đối một loa, cặp loa bút sale thì giá này không có đất bút sale đúng không quý vị? Giá này bị thấy hết giá sinh viên rồi. Giá này phải nói con, nói chung là không phải thấp đâu với cái dòng JBL này. Và bây giờ Bi sẽ test nha và Bi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Trái mẹ ơi, mẹ
biến quân thù gieo dày biển thương, con biến quê mình gặp nhiều ái ương, con biến tổ quốc gian khổ khôn lường, thương quá là thương. Con giữ trong hồn tấm gương ngàn năm, con vẫn tin vào sức mạnh Việt Nam, con có anh em nòi giống làn ông đòi lại biển đâu. Xin cho con đi mang tâm nguyện một đời trái. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cho con đi để Việt Nam người, xin cho con đi để thấy mặt trời, con nguyện không màng quên núi ham sống, quên nương quên nòi. Xin cho con đi để thấy sống quên.